trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị, là Lito Sài Gòn TV, chúng tôi hân hạnh trở lại đến phần thứ ba, là phần cuối của chương trình tử vi số mệnh ngày hôm nay. Chúng ta đang nói về chủ đề sứ mệnh vô hình, tức là chúng ta có một cái số mệnh, tất cả chúng ta đang sống trong cái sự vô minh. Chúng ta không biết rằng là chúng ta sống chết như thế nào, không biết là chúng ta sống nhiều hay ít, chúng ta thành tựu hay là thất bại, chúng ta sống và cứ làm mà thôi, và làm với cái tâm nguyện của mình, mong đạt được kết quả tốt đẹp mà không biết cái đường hướng cuộc đời mình đi đến đâu. Cho nên ta gọi là có những cái sứ mệnh làm cuộc đời của mình, mà sứ mệnh đó là sứ mệnh vô hình. Kính thưa quý vị, trong lá số tử vi và sứ mệnh của con người thì có những người này, có những người sinh ra đời cả một đời chỉ có ngồi suy nghĩ, tơ tưởng đến văn học, đến nghệ thuật, lại có những người mà cả một cuộc đời chỉ thích ăn hưởng nhậu nhạt và nói chuyện lòng vòng, lại có những người cả cuộc đời là vướng mắc đến vợ con, là có một cuộc đời cả một người chỉ đi về chính trị và lo cứu dân cứu nước, vân vân. Nói chung là cái định mệnh của con người thì nó là muôn vàng nẻo đi. Thế nhưng mà chúng ta không biết được khi đứa bé sinh ra đời nó đã có một đường đi cho cuộc đời của nó rồi. Cho nên việc mà chúng ta biết được số mệnh của mình là cái điều rất cần thiết. Thượng đế hay là những thần sát, hay năm tháng ngày giờ sinh của mình, nó cho mình cái số mệnh, nó cho chúng ta cái sự sống và nó cũng cho chúng ta về cái sự chết luôn. Mà sự chết của con người thì nó có nhiều ngã, nhiều lý do lắm. Không phải là chết bởi vì bệnh, có người chết vì bệnh, có người chết vì tai ương, có người chết vì cái môi trường xã hội, vân vân. Và trong lá số tử vi nó nói về đến mệnh thân, mệnh chủ, thân chủ, ta cũng xác định được cái chết của mình, biết được cái chết của mình, biết được sự chấm dứt âm dương của hình ngũ hành sinh hoạt trong cái cơ thể của mình cũng là điều có lợi mà thôi. Kính thưa quý vị, mệnh người ta thì nó có nhiều cái hoàn cảnh, nó nhiều cái cách. Có người thì sinh ra đời cả một đời không bao giờ có chồng có con, đúng là cái mệnh của mình, cái số của mình là như thế, mặc dù rất là ao ước, rất cố gắng tạo mà tạo không được. Hoặc có người sinh ra đời là có tới 6-7 đứa con mà không có một tấm chồng, đó là cái muôn cảnh, muôn màu sắc của số mệnh của con người. Nhưng mà mệnh lớn nhất của một con người đó là cái mệnh mà vì mọi người. Cái mệnh của cá nhân, nhiều cá nhân cộng lại tạo thành một cái xã hội, nhiều xã hội cộng lại thành cái mệnh vận của đất nước. Mệnh lớn nhất của một người là một mệnh, là cái mệnh mà vì mọi người, vì lợi ích của xã hội, vì lợi ích của đất nước tiên của mình. Đó là những cái mệnh, là những cái mệnh lớn, những mệnh lớn, những người có chân mệnh vì đất nước, vì hy sinh. Có thể là mình rất nghèo, có thể là mình là người bình thường lắm, nhưng mà cả tâm mệnh mình vì đất nước, tất cả những hành động, lời nói, làm việc của mình cho đất nước mình, đó là những tâm mệnh rất lớn, và đó là những tâm mệnh cao quý, chúng ta cần kính trọng. Biết mệnh của mình, rồi chúng ta có cái kiến thức, có cái tư duy, có cái kinh nghiệm trong đời sống, chúng ta cộng hưởng lại hết tất cả cái để chúng ta biết con đường đi của chúng ta, để chúng ta sống một cách hoàn hảo hơn. Và khi chúng ta biết mệnh của mình như thế thì chúng ta mới sửa được cái mệnh của mình, mới sửa được cuộc đời của mình. Người ta nói rằng là cải tâm thì sửa mệnh. Mà muốn cải tâm mình phải biết cái tâm của mình là gì. Tâm mình ác hay hiền, tâm mình hay hay dở, tâm mình sinh ra đời là cái người thông minh trí tuệ hay là cái người học hoài mà không nhớ. Chúng ta biết mệnh, chúng ta cải mệnh, sửa tâm, sửa để cho được tiến hóa và thành công hơn. Đó là chủ đề của mệnh vô hình của chúng ta ngày hôm nay. Đến đây tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, 28 tháng 4 1990, lúc 7:30 tối. 7:30 tối, sinh năm 90, xin cho biết là 7:30 tối. Vâng, xin cho biết là sinh tại thành phố nào ạ? À?
7:30 tôi cho là giờ dậu. Người này có mệnh như sau. Người nữ này có mệnh. Sài Gòn à. Người nữ này có mệnh như sau. Người nữ sinh vào. Dạ nam à. Người nam sinh vào ngày 28/4/1990 và sinh vào giờ dậu. Đây người nam có mệnh kiếp thân không. Kính thưa quý vị, trong lá số tử vi những người có mệnh kiếp thân khâm là chúng ta biết ngay rằng là cái mạng người ta là cái mạng nó có những cái địa kiếp là cuộc sống, cái tư tưởng, cái con người nó đau thương, nó buồn, nó nguy hiểm, nó bệnh tật, nó nhiều cái rắc rối lắm. Và cái thân của mình nó là có địa không, có nghĩa là gồm dù ở bất cứ một chính tinh nào, khi mà có cái địa không rồi, cuối cùng cuộc đời của mình nữa là nó không có một cái sự nghiệp gì lớn lao đến cho đời của mình hết. Đó là mệnh kiếp thân không. Người nam này thứ nhất là mình lại có cô thần nữa, thân có bạch hổ nữa, là cuộc đời thì đầy sóng gió trong gai nha, cuộc đời đầy sóng gió trong gai, tạo cơ nghiệp được rồi cuối cùng là hết. Người này bắt đầu từ 38 tuổi trở đi thì là công việc chức phận thành công tốt đẹp lắm đó. 38 tới 48 tuổi, 48 tới 58 tuổi, 58 tới 68 tuổi, từ 68 là đứng lại và sau đó là sự nghiệp mình nó sẽ vỡ hết không thành gì cả. Đây người này có 30 năm ở chung vận thành công và đường vợ là cái đường mà sẽ nhiều cái nhức đầu lắm nha, sẽ nhiều nhức đầu bởi vì cung vợ nó có cái thiên đồng ngồi hóa kỵ, ngồi hóa linh nữa. Thì đây là cái người không có hạnh phúc về đường vợ con nhưng mà đường sự nghiệp làm việc rất thành công ở chung vận, nhưng cuối đời của mình là xả bỏ hết tất cả cái. Đó là sơ lược số mệnh như thế. Xin phép vào phần của người kế tiếp. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. À. Alo, tôi nghe đây ạ. À. Vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. À. Alo. Vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. À. Anh cứ đọc. Alo. Dạ vâng, xin đọc năm tháng ngày giờ sinh ạ. À. Dạ con tôi chỉ biết cái năm sinh thôi nhưng mà cái ngày con không biết. Dạ, năm sinh không thì không có đủ yếu tố để chúng ta có một lá số tử vi. Nếu biết rõ thì có thể gọi cho tôi vào những lúc giờ khác. Bởi vì thưa quý vị, nếu quý vị gọi cho tôi vào những giờ khác thì lúc đó tôi có thời gian để tôi có thể giải thích cho quý vị một cách rõ ràng hơn. Trong phần vi sinh hoạt của Đài Đức Tô Sài Gòn TV chúng tôi, thời lượng, thời gian là một điều vô cùng quý báu. Chúng tôi xin liên tục để mà trả lời số mạng của người kế tiếp. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Hello. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh dương lịch ạ. Ngày mùng 2 tháng 10. Ngày 2 tây tháng 10. Dạ. Lúc bây giờ. Không biết giờ. Không biết, những người mà không có giờ sáng năm sinh đó có thể gọi tôi để mà chúng tôi sẽ giúp cho cái vấn đề quý vị mà chuẩn là giờ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại như sau là quý vị cứ việc gọi thẳng cho tôi Chí Đức 714-510-5451 cứ mà dàn mà gọi. Tất cả những sự gọi đều là tham khảo miễn phí, không có tiền, không có vấn đề mà đòi hỏi như thế này, tức là mọi sự đều hoàn toàn miễn phí và quý vị cứ mình dàn mà gọi nhé. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần kết luận của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta là sứ mệnh vô hình. Sứ mệnh vô hình là sứ mệnh mà cả đời chúng ta cố gắng tạo cho cái sự nghiệp mà chúng ta không biết rằng là mình sẽ đi đến đâu, cái sự nghiệp mình như thế nào. Chúng ta cần biết số mệnh của mình thì chúng ta sẽ có một cái đời sống không còn vô minh nữa và thành tựu dễ dàng đến cho cuộc đời của chúng ta nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới cũng ngày thứ sáu từ 2:00 đến 2:45. Xin chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một cuối tuần đầy thắng lợi. Xin kính chào quý vị.